Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rằng: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu đạo đức giả! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu đạo đức giả! Các người xây mộ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói: Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ. Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ, thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong Tin Mừng chúng ta thấy cái từ đạo đức giả hay là giả hình như là một biệt danh gắn liền với nhóm người Pha-ri-siêu và kinh sư. Trong đời thường đó thì một biệt danh hay là nickname của người nào đó chỉ ra một đặc điểm, một khía cạnh của người ấy. Ví dụ như bản thân tôi trước đây có phiên dâng lễ online, dâng lễ trực tuyến theo lịch tại nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn này vào ngày thứ ba, cho nên mới có người vui gọi là cha Tuesday, còn người trẻ thì lại gọi là trà xanh. Mấy tuần nay không dâng lễ vào thứ ba nữa. Nhưng vừa rồi kể cái câu chuyện luôn liên quan đến luồng xanh thì lại có người gọi ngay là ông cha luồng xanh. Không chừng mấy tuần lễ nữa không kịp hớt tóc thì lại có người gọi là cha đầu xanh. Nhưng ở đây cái cụm từ giả hình hay đạo đức giả, nó không chỉ liên hệ đến những đặc điểm bề ngoài nhưng ám chỉ cả một lối sống của những người Pha-ri-siêu, của nhóm kinh sư. Trước hết, đó là lối sống hai mặt, trong ngoài bất nhất. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong thực tế đó thì cái sự bất nhất này vẫn thường thấy và có thể chấp nhận được, thậm chí còn dễ thương, như cái kiểu nói của Văn Hào Nguyễn Du: tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Hay là theo cái tập quán giao tiếp khách sáo của vùng miền, khi được ai đó tặng quà, tay nhận rồi nhưng mà miệng vẫn nói là bày đặt quà cáp làm gì cho nó tốn kém. Ở đây cái sự bất nhất của những người Pha-ri-siêu, những người kinh sư đó, nó không phải vì thẹn thùng, cũng không do khách sáo, mà là một hành động có chủ ý, có tính toán. Thế nên Chúa Giêsu mới cảnh báo bằng những lời nặng nề: các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp đó nhưng bên trong thì đủ mọi thứ ô uế. Bên ngoài các ngươi có vẻ công chính nhưng bên trong tòa
toàn là đạo đức giả và gian ác. Sự giả hình của những người biệt phái kinh sư còn là lối sống điêu hoa, tự mãn về bản thân mình. Chúng ta hãy nghe họ tuyên bố này: nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ. Thoạt nghe thì ai cũng cho là họ tốt lành hơn là cha ông của mình, không đồng tình với những việc làm của tổ tiên. Rồi họ đi xây mồ mả cho các ngôn sứ, như thể là hối tiếc về những việc tổ tiên mình đã làm. Thế nhưng kính thưa quý bạn chị em, tâm địa của họ đã còn tệ hơn cha ông mình nhiều. Bởi vì chính họ đã mưu hãm hại đấng mà các ngôn sứ đã loan báo. Tổ tiên của họ chỉ giết hại các ngôn sứ thôi, còn chính những người Pha-ri-siêu, những người kinh sư đó lại giết chết chính đấng Mê-si-a là Đức Giê-xu. Kính thưa quý bạn chị em, những lời cảnh báo của Chúa Giê-xu dành cho nhóm Pha-ri-siêu và kinh sư đó mời gọi chúng ta hãy nhìn vào thực tế của cuộc sống này, rồi hãy chất vấn chính bản thân mình. Chúng ta sẽ nhận ra không thiếu bóng dáng của gian dối, của giả hình. Trong đời sống gia hội, trong đời sống xã hội thì có nào là bằng giả, rồi hàng hóa giả. Thời gian gần đây thì lại có là cơ hội cho tin giả phát tán, và thậm chí là những giấy chứng nhận xét nghiệm giả cũng có cơ hội lên ngôi nữa. Thế còn trong giao tiếp tương quan thì chúng ta cũng thấy rất rõ, người ta thường đến với nhau qua tấm mặt nạ, người ta thường cư xử với nhau như thể diễn xuất giả tạo vậy. Thực tế trong nhiều gia đình, mỗi người chỉ lo diễn trọn cái vai của mình, là người chồng tốt, là người vợ hiền, là những đứa con ngoan. Thế nên mới xảy ra trường hợp khi mà con cái gây ra chuyện thì cha mẹ mới ngã ngửa, vì ở nhà cháu nó ngoan lắm. Vâng, đeo mặt nạ hay là diễn xuất thì chỉ có thời hạn thôi. Thế nhưng trong những ngày giãn cách này, ai ở đâu thì ở yên đó. Vợ chồng, cha mẹ, con cái không thể cứ đeo mặt nạ, cứ lo diễn với nhau được. Thế nên kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu như trong những ngày tháng qua đó, mà trong gia đình chúng ta vẫn cứ yên ổn, vẫn cứ đầm ấm, vẫn cứ hòa thuận, mà không phát sinh những mâu thuẫn, không phát sinh những áp lực, thì chứng tỏ rằng lâu nay mọi người vẫn sống một cách chân thật, chân thành đối với nhau. Và chúng ta phải tạ ơn Chúa vì điều đó. Thế có gia đình nọ cũng được mang tiếng là cặp đôi hoàn hảo, rồi gia đình văn hóa gương mẫu. Trong những ngày này thì cha mẹ con cái đều ở nhà thôi, cho nên có điều kiện quan tâm để ý đến nhau nhiều hơn. Người chồng xưa nay vẫn tin tưởng tuyệt đối nơi người vợ, tôn trọng những sự riêng tư của vợ, cho nên chẳng bao giờ đụng đến cái điện thoại của vợ cả. Nhưng mà mấy tuần nay ở nhà thì cứ đi ra đi vào, thấy cái điện thoại của vợ để trên bàn nên là cũng tò mò cầm xem là vợ liên lạc với những ai. Thì phát hiện ra là chỉ trong có mấy tuần thôi mà cái
cái danh bạ của vợ cứ cập nhật liên tục mà không có ghi tên gì cả, chỉ ghi bằng những cái ám hiệu thôi. Nào là đường, nào là sữa, nào là thịt cá, rồi rau củ, vân vân. Có một chút nghi ngờ, có gì mờ ám trong đó. Thế nhưng mà anh vẫn thẳng thắn hỏi: vợ ơi, cái này là bạn hay là người yêu đây mà lại phải dùng ám hiệu thế này? Người vợ với dí dỏm trả lời: người tình mới của em mùa Covid ấy, chúng nó bán tạp hóa, em ghi tên thì chả nhớ đứa nào bán cái gì, cho nên là cứ ghi đường, ghi muối, ghi mắm, ghi thịt cá, khi cần thì cứ tìm gọi cái là ra ngay. Thôi thì tạm yên tâm. Thế nhưng mà qua cái đầu tuần này thì lại thấy những cái số lạ đó đều bị xóa sạch đi rồi, chỉ có lưu thêm vào một số mới thôi, cũng ghi ám hiệu mà lại ghi tắt mỗi hai chữ bờ đờ. Rồi cái kiểu này không có tật giật mình, tại sao lại phải xóa sạch dấu vết thế này? Ở nhà lâu quá đúng là sinh tật. Vợ ơi, bờ đờ là đứa nào thế này? Rảnh rỗi nên vợ tính đổi món hay sao? Lúc này người vợ lại phải giải thích: qua tuần này tăng cường giãn cách rồi nên chẳng có thể tự mua bán gì được, mà lực lượng quân đội đó thì sẽ phụ trách là đi chợ hộ rồi là giao lương thực, cho nên vợ chỉ cần lưu một số của anh bộ đội thôi, cần gì là gọi là xong cho nó tiện. Bờ đờ là vậy. Đấy, kính thưa quý bà anh chị, vì tin tưởng nhau, vì thẳng thắn đối thoại, cho nên người chồng mới được khai sáng. Chứ còn nếu không, mình cứ tự mãn là mình là tốt hơn mọi người, làm suy luận của mình lúc nào cũng đúng hơn mọi người, để rồi ôm ấp những cái nghi ngờ đó, thì có ngày sẽ toang thôi. Kính thưa quý bà anh chị em, giả hình hay giả tạo, nó là vỏ bọc của những nghi ngờ, những sự thiếu trung thực của con người. Và nó chính là cái rào cản ngăn người ta đến với nhau, ngăn người ta đến với Chúa. Trong những ngày này đi ra đường mà thấy chỗ nào giăng dây, chỗ nào có chốt chặn là người ta phải tìm cách né, thì cái người giả hình cũng vậy. Chúng ta hãy trở lại với cái hình ảnh mồ mả tô vôi trong bài tin mừng. Thì theo luật cựu ước, người nào mà đụng chạm đến mồ mả thì sẽ bị ô uế suốt một tuần lễ 7 ngày. Vì thế cho nên tại Jerusalem và những dịp lễ vượt qua hàng năm, người ta có thói quen là tô vôi trắng những ngôi mộ để giúp cho chúng dễ được nhận biết hơn, tránh cho những khách hành hương bước lên đó để rồi bị ô uế. Thế nên khi Chúa Giêsu đề cập đến mồ mả tô vôi đó, là ám chỉ rằng cái sự giả hình giả tạo đó, nó không gây được thiện cảm, không tạo được mến mộ nơi người khác, mà trái lại lại tạo nên sự sợ hãi, xa tránh thôi. Thậm chí giả hình giả tạo còn làm tổn thương niềm tin của con người. Quý bạn chị em cứ nhìn vào thực tế, kinh nghiệm mình sẽ trải qua sẽ thấy vậy. Khi chứng kiến sự gian dối lật lọng, có lẽ nhiều người đã từng thốt lên: thế này thì còn biết tin vào ai nữa? Cho nên giả hình giả tạo giả dối là một căn bệnh cần phải chữa trị, là một thói xấu cần phải bài trừ. Và để
và nếu muốn thoát ra khỏi cái lối sống giả hình đó, không chỉ đơn giản là sửa đổi bề ngoài đâu. Mồ mả tô vôi thì giờ đừng có tô nữa là xong như vậy. Nhưng mà điều quan trọng là nó nằm ở bên trong, những thứ ô uế ở bên trong đó. Mà ô uế đây không phải là về vật chất đâu, mà nó ám chỉ những cái suy nghĩ xấu xa, những cái tính toán ích kỷ, rồi lòng ghen ghét hận thù. Và những thứ đó cần phải được thanh luyện, cần phải được hoán cải, để người ta mang lấy một trái tim mới, một tâm hồn mới, tâm hồn chân thành. Mỗi một suy nghĩ, mỗi một hành động mà xuất phát từ tâm hồn chân thành đó, nó đều có giá trị tô điểm cho cuộc đời này. Gần 2 năm dịch bệnh vừa qua, có lẽ nhiều người Việt Nam chúng ta đã quen với cái tên Hoàng Anh Tuấn, được coi là cha đẻ của ATM gạo vào đợt giãn cách đầu tiên tháng 4 năm ngoái. Rồi sau đó là ATM khẩu trang, và gần đây lại là ATM oxy. Khi được hỏi vì đâu mà anh có những cái sáng kiến kịp thời như vậy, anh trả lời một cách chân thành lắm: vốn là một doanh nhân nên anh có sự nhạy cảm đối với thị trường, đối với những nhu cầu của xã hội. Thế nhưng những ý tưởng đó nó không phát xuất ngay một lúc, mà là kết quả của cả một cái quá trình trăn trở, suy tính về tình hình thực tại. Hay nói cách khác, đó là kết quả của một tấm lòng luôn hướng đến người khác, luôn nhận ra cái hoàn cảnh của người chung quanh mình. Thế còn khi người vợ của anh được hỏi là có lo lắng không khi mà chồng mình cứ xông pha vào những cái chỗ nguy hiểm như vậy, thì người vợ trả lời rằng: nếu như ông trời đã ban cho anh lòng nhân hậu như là một món quà, thì anh phải làm những việc mình cần phải làm để chu toàn cái trách nhiệm được trao đó. Anh không thể cứ ngồi ở nhà để cảm thấy mình an toàn, trong khi ở ngoài kia có rất là nhiều người cần đến sự giúp đỡ. Lại một cách suy nghĩ, lại một câu trả lời, nó xuất phát từ tấm lòng chân thành. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhìn vào cuộc chiến chống dịch hiện tại, chúng ta dễ dàng nhận ra đâu là sự chân thật, đâu là điều giả tạo, giả hình lắm. Suốt mấy tháng vừa qua, tại các giáo xứ, tại các cộng đoàn dòng tu, dù được truyền thông đưa tin hay là một cách âm thầm thôi, chúng ta thấy mọi người đều nỗ lực liên đới chia sẻ với nhau, đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của người chung quanh mình. Thế nhưng đây đó vẫn có những người giáo dân kêu ca về cha sở của mình, vẫn có những tu sĩ than phiền về người phụ trách của mình, nghĩ rằng họ chỉ là những công chức, chỉ là những người làm thuê thôi, chứ chưa phải là những mục tử đích thực. Kính thưa quý bạn anh chị em, đó có thể chỉ là những ý kiến cá nhân theo cái nhìn phiến diện. Thế nhưng đối với những tâm hồn hướng thiện, thì những cái ý kiến đó cũng đáng được lắng nghe, suy nghĩ để mà điều chỉnh. Trong những ngày này, chúng ta đều thấy rằng có rất nhiều người dễ bị tổn thương rồi rơi vào tuyệt vọng, vì bị bỏ lại ở bên vệ đường theo một cách nào đó. Cho nên mỗi người chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu này, mang danh là Kitô hữu này, chúng ta được mời gọi hãy trở nên một người Samariano nhân hậu, đưa tay ra cứu vớt những số phận không may, chữa lành cho những cuộc đời bất hạnh ở chung quanh mình. Nói tóm lại, kính thưa quý ông bà anh chị em, biệt danh của
người môn đệ Chúa. Lối sống phù hợp với tin mừng không phải là giả hình, mà là chân thành, là trung thực, là yêu thương cơ. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta biết dấn thân sống trung thực, biết yêu thương chân thành trong mọi hoàn cảnh, dù có phải bị trả giá, dẫu cho phố phường vẫn có dây dăng đó, xã hội vẫn còn giãn cách đó, hay là khi cuộc sống đã trở lại cái tình trạng bình thường mới rồi, thì người Kitô hữu chúng ta, những công dân tương lai của nước trời đó, phải luôn biết sống tâm tình tri ân và lạc quan, cảm ơn đời. Mỗi sáng sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương.